ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, cựu Cục trưởng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo buộc đã nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oi. Tối 19 tháng 12, trao đổi với thanh niên, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, cựu Cục trưởng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình Sự. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Minh đã được thực thi sau khi Viện kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Trung tướng Tô Ân Sô cho hay, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt OI, viết tắt là công ty xuyên Việt OI, và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Trong vụ án này, trước đó cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty xuyên Việt OI và bà Nguyễn Thị Như Phương, phó giám đốc công ty này cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Gần đây, cơ quan an ninh điều tra khởi tố bắt tạm giam ông lê đức thọ cựu bí thư tỉnh ủy bến tre về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi người phát ngôn bộ công an cho hay cơ quan an ninh điều tra đang làm rõ vụ án để xử lý những người liên quan theo quy định